Thì sau khi bắt ốc sên về á, thì các bạn nhớ là bắt ở nơi rõ ràng, như là sau vườn chuối, vườn cây ăn trái của nhà mình á, thì tốt nhất nha. Thì các bạn có thể làm theo các bước sau để làm cho ốc sên nó sạch nhất. Là các bạn có thể thông qua 5 bước sau đây. Bước 1 là gọng ốc sên từ 1 đến 2 ngày để ốc nhả hết cặn bã trong cơ thể con ốc. Bước 2, luộc ốc sên khoảng 20 đến 30 phút giúp loại bỏ bớt nhớt trong ốc cũng như dễ dàng lễ lấy thịt ốc. Bước 3, đổ ốc đã luộc ra gỗ, rửa dưới nước sạch. Sau đó dùng tăm hoặc nĩa lễ phần thịt ốc ra, nhớ chỉ lấy phần thịt ốc, bỏ hết phần ruột ốc. Bước 4, dùng muối cục hoặc phèn chua rồi chà thịt ốc với gỗ tre nhiều lần và rửa dưới vòi nước nhiều lần. Nhớ dùng gỗ tre sẽ giúp làm hết nhớt ốc hiệu quả hơn gỗ nhựa hoặc các dụng cụ khác. Bước 5, để ráo và chế biến, nhớ nấu chín thật kỹ. Thì các bạn có thể tham khảo video cách chế biến làm hết nhớt ốc sên để làm món ốc sên xào bông hẹ ở trong phần mô tả hoặc để ở phần đề xuất phía trên video này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ mình nhé.